Mời thông dịch viên. Được rồi ha. Rồi, bây giờ nói đi, bệnh ông sao? More relief better. Ông thì bị té từ trên cao xuống là cái Rồi được rồi, nói đi. Ông... Dạ, ông bị té từ trên cao xuống, ở trên cái nóc nhà rớt xuống thì hai cái chân xuống dưới đất. Hai chân rớt? Dạ. Hai chân dòng hai xuống chân dòng xuống dưới. Mà thì... bao lâu? Dạ, hơn 4 năm. Hơn 4 năm rồi. Dạ. Rồi sau đó rồi sao? Rồi sau đó thì đi vô, cũng đi chữa bằng cái châm cứu với lại... Mà hiện tại giờ sao? Dạ, bây giờ thì nó đau hai cái dưới, hai cái... mắt cá chân dưới đau lên. Đây mắt cá chân hả? Mắt cá chân, cái gối cũng đau rồi, tới cái xương, cái nó cũng đau nữa, cột sống nó cũng đau. Rồi hồi hôm tôi nhớ có ở đây có cái tư vấn rồi phải không? Dạ, giờ thứ hai thầy. Rồi có về có. Dạ có. Có hút không khí rồi có ăn 16-8 rồi có uống rượu dạ, ớt cho tôi dạ, không? Dạ có. Uống bao nhiêu uống rượu ớt bao nhiêu rồi? Hai muỗng hàng ngày hai lần. Một ngày hai lần, một lần hai muỗng. Dạ, hai lần. Có khi ông đổ không tính muỗng luôn, ông đổ vô kêu ông uống. The liquor, the chili liquor. Rồi, từ khi mà ông uống tới giờ thì ông cái với ông nhịn ăn được các thứ giờ thấy sao? Thấy cũng đỡ hơn rồi thầy. Thấy dễ chịu hả? Dạ, rồi dễ nằm dễ. Đi. Up. Lay down. Nằm ngửa. Rồi, đưa khăn. Đấy, toàn là dân lịch sĩ không à. Đó, vậy nha. Đã. Rồi được rồi, bắt đầu bẻ đi cho thầy ghế cái. Tăng. Rồi bây giờ ai bẻ lưng được? Mà chắc là ông hay biết bẻ. Rồi nằm nghiêng qua. Tên quan sát. Đây là tụi em coi ha, bao giờ cũng vậy là khi bẻ là cái chân này là nó phải thông được ở đây để mà khi mình bẻ nó cúp cái lưng được nha. Một tay này tròn ở đây để đây, còn một cái này đây là mình cho ông ngã xuống nè, thấy chưa? Thấy không? Thì nhẹ là mình làm cho ông nhẹ, mày mềm thấy không? Rồi, giống nằm nghiêng qua. Thấy không? Thấy chưa? Cái chân bao giờ cũng vậy á. Vậy nó mới sụm xuống được. Thấy không? Thấy chưa? Ráng đi, để đây, thấy chưa? Này để đó cho ông ngã xuống. Nè. Mềm. Tiếp tục. Đấy. Rồi giờ cho ông quay đầu kia bấm cái bội tâm tinh vô. Ngủ gì hơn? Dạ. Khi ông té là sầu sụm xuống. Rồi khi mình dùng cái thế mình đẩy cái lưng mình kéo ra rồi, bắt đầu mình sửa lưng lại thì chắc chắn một điều là ông sẽ về kỳ này ông sẽ đỡ. Cái mắt cá là muốn cho nó mềm trở lại á thì á là mình phải chườm đá, là thí dụ như ban ngày á là chườm hai cái bẹn chứ mình chườm hai cái đầu gối. Dạ. Còn buổi tối đi ngủ á thì ông chỉ cần chườm cái gan với cổ được rồi. Dạ. Cái mắt cá này hả?
À, còn nếu vậy á thì mình chơi cái là mình đây này, cái bên đây. Vậy hả? Hôm qua làm rồi hả? Thấy dễ chịu hả? Nhiều tử hết rồi. Rồi cho ông nằm sấp đi. Ông nằm sấp đi. Face down. Rồi. Rồi, xuôi hai tay qua hai bên. Rồi. Lấy giờ thì căng. Hand put down. Rồi, giờ ông lên á. Dạ. Để nào này. Ông quấn. Quấn cái này đây. Thấy chưa? Đó vậy đó. Rồi, ông đứng đứng lên đây, cái ông đạp cái chân lên đây. À, rút, ông giật mạnh lên. Tại vì ông đủ sức rồi, đạp chân này lên. Đúng rồi, đạp sát vô nữa. Rồi, ông giật mạnh lên. Ông có, để hai tay hai bên này. Để hai tay bên này, hai bên này đừng để đó. Đó, vậy đó. Hiểu chưa? Rồi. Ôi, ra ông giật mà ông muốn té. Rồi. Rồi, chưa được. Chưa được. Rồi, ông dồn xuống, ông đạp thẳng xuống rồi ông kéo lên. Ô, quá đẹp. Được rồi. Đây, qua đây. Vừa đổi bên. Ông đừng làm sao ông té cơ mẹ, như ổng thấy mẹ. Đó. Rồi. Đó. Đó, ông đạp thì sao có chân cho nó xuống, ông dùng nguyên cái người ông đạp coi. Đó, thôi được rồi. Thấy không? Rồi, nằm quay ngược lên. Tụi em học cơ sướng bơ khối 4 xong chưa? Chưa. Ngày mai học. Ngày mai học. Rồi quay nằm kia, quay đầu quay đây chút xíu nữa. Ngày mai tụi em có thầy ở đây. Thật ra tụi em cố gắng ngày mai tụi em thực hiện cái bài đó. Để hết đầu quay đây. Lie down để hết. Rồi ngày mai mà nếu mà ổng mà đăng ký học được á thì ngày mai đến đi đăng ký học 2 ngày thứ bảy nhật. Để cho mọi người này quần tan nát ông trong vòng 2 ngày. Ổng nói ê ẩm quá thầy ơi. Ê ẩm á, không sao đâu. Không có chết đâu, uống rượu cho nhiều chút. Rồi rút tiếp, ngồi đây. Tại vì á, mình hồi nãy mình làm rồi, giờ mình chỉnh cái cột sống thêm lần nữa. Kéo cột sống nữa, đó. Ê ẩm. Rồi xong rồi, đưa tiễn. Rồi. Bây giờ em mới nói là cái cảm giác của ông ấy, sau khi là bị hành hạ vậy là ra sao rồi? He asked you how you feel after he pressed for you. Good. Yeah, rồi, thank you. Rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn thầy ạ.